Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với video clip của mình. Đây, thì hôm nay mình đang ở dưới bờ sông đây các bạn này. À, bờ sông mấy núi, mấy trắng cát vàng. Bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Đấy. Thì hôm nay mình có đây, ngồi đây trò chuyện với mọi người một tí nha. À, đi à, ngồi trò chuyện mọi người một tí. Để mày quay đây. Đâu các bạn này. Thì anh à, cái con cây ở trong chân tôi. Hiện tại thì thời tiết khá là nắng nóng. Và hôm nay đi rừng thì có vô tình này thấy một cái cây này. Đây là cái cây cỏ nha. Toàn đậu răng quá. Đây là cây cỏ úa. Cỏ cháy. Thì cái cây cỏ này nó mọc ở cũng khá nhiều nơi, thì mỗi nơi nó sẽ có một tên gọi khác nhau. Tôi cũng không thể biết hết được các cái tên gọi của tất cả các cái loài cây này, nhưng mà chỗ tôi thì nó gọi cây cỏ cháy vì nó cháy rất là ghê. Đấy thì cũng là muốn là quay lại clip để chia sẻ với các bạn một chút về cái cây cỏ này. Chia sẻ với bạn về cái cây cỏ này. Cái cây cỏ này thì rất là hay, nó có rất là nhiều công dụng. Công dụng đầu tiên có thể nói thêm là công dụng về làm thuốc. Thì tôi nói về làm thuốc thì các bạn có thể biết là thuốc thì nó chữa một số loại bệnh khá là hay. Chữa một số loại bệnh về tim mạch rất là tốt. Tôi thì cũng không không rõ cách bào chế lắm, nhưng mà tôi được biết là bên đông y của Trung Quốc thì người ta có mua mua về để người ta làm thuốc chữa bệnh tim mạch các bạn nhá. Đây là thuốc chữa bệnh tim mạch. Rồi, cái hộp sạc của tôi bị rơi, tôi sẽ chỉnh sửa lại nó một chút. Đấy, mọi người bị rơi. Ok, thì khá đau răng, khá đau răng các bạn, đau răng lắm luôn đấy, nhưng mà phải đành chịu thôi, không làm gì được, đau răng thì mặc kệ đau răng thôi. Thôi thì quen đau răng, răng tôi nó đau suốt ngày. Bảo đi nhiều hôm, bảo đi rừng tìm cái cây thuốc đau răng mà thì mãi cũng chưa thấy các bạn, thì mãi cũng chưa thấy luôn, chưa thấy cái cây đấy luôn, mãi là tìm lâu lắm rồi. Lên cơn đau răng à. Thì như các bạn cũng biết đấy, cái cây cỏ này nó rất là hay. Tôi kêu về hết rồi anh Thiểu, tôi kêu về hết rồi, vẫn đang làm. Cây cỏ này về cơ bản là cái công dụng của nó là vậy, đúng không? Công dụng của nó là vậy, còn cái hiệu quả của nó thì tôi cũng chưa được tôi chưa được trải
trải nghiệm thử, và chứ tôi không biết là cái công dụng của nó thì liệu nó là như người ta đồn đoán hay không, nên là tôi cũng chưa rõ lắm. Tôi chắc là tôi sẽ để cây cỏ này ở đây thôi, tôi không không dùng cái cây cỏ này. Tôi sẽ đi tìm một cái cây cỏ chữa cái bệnh đau răng các bạn. Thì cây cỏ chữa cái bệnh đau răng. Tôi bị đau răng mà. Phải chữa cái bệnh đau răng đấy. Để nó xác thực với tôi sẽ dùng thử cho anh em xem luôn nhé. Đi rất là xấu. Đây, rồi, trả lại cho nó nắng. Nắng quá trời luôn. Ok. Chắc có lẽ là tôi sẽ dừng clip của tôi đây thôi. Đường đi còn xa lắm. Thì hẹn gặp lại tất cả bạn những clip của tôi nha. Xin chào.